Chí này không có dép. Ngon không? Ngon hả? Ăn nữa không? Ngon không? Đây là không người chưa có nữa. Em chạy cho mấy anh em là bây giờ con nít là xong rồi đó, bây giờ còn trong người lớn em coi này cái tên mà sao nhá hôm nào hôm hôm ai làm cái lần này làm việc lo mình có ăn không có nhà để mình hàng đứng ngun nó hỏi ê dễ mà ai con phương là từng tiền còn nhiều không rồi bây giờ em nói giùm cho chị là người lớn xếp hàng qua bên kia để ăn luôn. Nói đi, nói qua bên kia. Ôi, bên người lớn ăn luôn. Sao cái nó không còn đồ con được cái nào vậy? Sắp sắp trong nó con luôn. Bây giờ tháo gạo ra đi. Tháo bao gạo ra giùm cô đi. Tháo ra bao hả? Tháo ra. Chết đây.